thì Hoa hậu Hòa Bình, nhưng một thí sinh lại lộ tin nhắn nói xấu đối thủ, hạ bệ nhan sắc, tố bạn cùng thi chảnh chọe. Sức nóng của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023, Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam đang dần lên đến đỉnh điểm. Khi chặng đường cuối cùng của hành trình tìm kiếm tân hoa hậu, mới đây trước một ngày đêm chung khảo toàn quốc Miss Grand Việt Nam 2023, thì cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam đã phải bàng hoàng, sốc nặng khi loạt tin nhắn là ảnh chụp màn hình được cho là của một thí sinh trong cuộc thi bị tung ra. Người đẹp này gây sốc khi đã thản nhiên nói xấu đối thủ, hạ bệ nhan sắc và chửi thậm tệ bạn cùng thi. Đây được xem là hành động khó có thể chấp nhận, nhất là đối với một cô gái đang dự thi hoa hậu, nơi tìm kiếm không chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà còn cả nội tâm bên trong. Theo đó, trên các hội nhóm chuyên bàn luận về hoa hậu, netizen đang truyền tay nhau những đoạn tin nhắn chê bai Bùi Khánh Linh và Thùy Vi là hai gương mặt sáng trong Miss Grand Việt Nam năm nay. Thí sinh bị tố nói xấu bạn, còn ai khác lại là mỹ nhân đến từ Bến Tre, HNHA. Theo những hình ảnh được công bố thì HA đã nhắn tin tâm sự với một người thân, hạ bệ đối thủ một cách không ra gì. HA đã nhận xét Bùi Khánh Linh bên ngoài là thí sinh chảnh chọe, tuy có đẹp, fan đông nhưng lại không thân thiện. Chưa hết, cô còn tố thẳng Thùy Vi là có nhan sắc nhưng toàn là đồ giả, mặt sữa nát, nâng mũi và làm răng. Những lời chê bai chế giễu đối thủ của HA khiến ai đọc cũng phải nóng mặt, không thể tin được đó là những lời mà một thí sinh hoa hậu lại có thể thốt ra. Hàng loạt lời chỉ trích, ném đá gay gắt đã được netizen thi nhau công kích mỹ nhân này. Các fan sắc đẹp đều cho rằng, với một người có lối ứng xử, tính cách như trên thì thật sự không xứng đáng để có thể tham gia một cuộc thi hoa hậu. Chưa hết, việc nói xấu người khác cũng là việc hoàn toàn không thể chấp nhận được. HA còn bị cho là đã quay vào ô mất lượt khi trước đêm chung khảo diễn ra mà đã dính drama như trên, thì coi như mọi công sức nỗ lực trước đó chính thức tan thành mây khói. Hiện nghi vấn HA nói xấu bạn cùng thi tại Miss Grand Việt Nam 2023 vẫn đang gây xôn xao dư luận. Dân tình cũng đang mong người trong cuộc chính thức lên tiếng, đồng thời là sự ra mặt của ban tổ chức để đôi bên được giải quyết êm đẹp, tránh những xích mích không đáng có giữa bạn cùng thi với nhau. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.